The decision, the fake text sneaky pick. Disgusting. Dangling my legs over the subway car bench, pinning my eyes to a blob of old gum on the floor, I pretend not to even notice. But I notice. I always do, I mean, the kid's just being lazy in his execution, exaggerating his finger motions, tucking his lip to the corner of his mouth, intensely widening his eyes. You might as well tell me to say, cheese, the shaming comes in different forms, almost like the varying deliveries of a versatile. Hard throwing major league pitcher. A classic, four seam fastball, the most common, is the cupped hand, overmouth giggle. A secondary pitch, we'll call it a two seamer, involves more than one player, someone whispers to someone else, where I can easily make out the mouthing that unmistakably says, midget, dwarf, or worse. A curveball, in this case the fake text sneaky pick, happens pretty often, but this time it's the last straw. And it's actually a relief, this is 59th Street. Transfers are available to the four, 5, N, W, and our trains. A free transfer is also available to the F and Q trains by walking to the 63rd Street Station and using your MetroCard, finally, my stop. I jump down and hurry out of the train, excited to go home. Because I have finally, after months of intense research, observations, and calculations, made my decision, I hike up the stairs and exit the station, giddy with confidence. I even sing Beatles songs, The Happy Ones, on my way back home. Once I reach my apartment, the singing has softened to a more easygoing whistle, not even thinking about the words, but letting my heart conduct the melody. By the time I open the door, I finish mimicking the tune to All You Need Is Love and toss the keys in the drawer. Not wasting any time, I take my jacket off and run into my room. Using my momentum, I perform an impressive cannonball into my open closet, teleporting me home, soft clouds break my fall and welcome me back to Lestratum. A faraway world inhabited by dwarves, with more advanced technology than Earth as well as different laws of physics. Always feels good to be home, but today, it feels even better. I grab a nice chunk of a cloud and program into the gaseous solid the coordinates of the main kingdom, now whistling Simon and Garfunkel as I watch the beautiful scenery. Thousands of years of planning, scientific development, and natural discoveries have allowed Lestratum to build amazing cities and landscapes. Beautiful views that humans cannot even dream. Rainbows, clouds, fresh meadows, hot springs, and other Mother Nature gifts are placed tastefully among tall, beautifully designed buildings and alluring homes. The combination of such surroundings is not overwhelming, but rather relaxing as if every element has been carefully and purposefully pieced together to bring to life such a magnificent, four dimensional puzzle. I arrive at the castle. Atop a large mountain in a tropical rainforest, gold glistening towers welcome me as I step off my cloud. I nod to the guards with a smile, and they open the gate for me. I find my way to the third floor and check in with my friend Patsy, who happens to be King Rubio's secretary, Danny. Always great to see you. Patsy chimes with a smile. I'll let him know you're waiting, thanks, Pat. No rush. No rush at all. Springing from his throne, King Rubio embraces me no more than a second after I enter the room. The king is the same height as me. Four feet six inches, with thick black hair running from the top of his head to the bottom of his dangling beard. My boy. Good to see you. Good to see you. How are you these days? And so, after some light chit chat and catching up, I break the seal of business talk. So, Your Highness, yes, Danny. What do you got for me? Well, as you know, it's been four months since I started this assignment, yes. Of course. We've all been keeping track here on Lestratum, I take a deep breath and look down at my shoes. Suddenly, I am not as confident as when I walked in. I mean, this is a huge decision. Six months ago, Lestratum had discovered a very inferior planet on its radar, Earth. Just like any other planet we encounter, this one presents options. Usually, we aim to introduce ourselves, establish a peaceful relationship with the planet's inhabitants, and integrate societies. Sometimes, if we see fit, we use our mind beams and brain spells to control the society for our and their benefit. Other times, if we deem the occupants uncouth and beyond repair, we raise the entire terrain and use the world for its resources as well as set up a new base as a dear friend to the king as well as an accomplished psychologist, scientist, and diplomat at two hundred and two years old, I was chosen to live on earth, test-driving humankind. We chose New York City as the sample environment, given its mixture of different cultures and dense population. The fate of this strange world in my hand. Quyết định, văn bản giả hình, lén lút. kinh tởm. Giang chân qua băng ghế toa tàu điện nằm, dán mắt vào một đống kẹo cao su cũ trên sàn, tôi vờ như không thèm để ý, nhưng tôi nhận thấy. Tôi luôn luôn làm, ý tôi là, đứa trẻ chỉ lười biếng trong việc thực hiện của mình, phóng đại chuyển động ngón tay, mím môi vào khóe miệng, mở to mắt một cách mãnh liệt. Bạn cũng có thể bảo tôi nói. Format, Samin có các dạng khác nhau, gần giống như các cú dao bóng khác nhau của một tay ném đa năng, khó ném của mây giờ lít. Một quả bóng nhanh cổ điển, bốn đường mây, phổ biến nhất, là kiểu cười khúc khích bằng tay và quá miệng. Sân phụ, chúng tôi sẽ gọi là sân hai người, liên quan đến nhiều hơn một người chơi, ai đó thì thầm với người khác, nơi tôi có thể dễ dàng phát ra cái miệng nói không thể nhầm lẫn. Người luồn, người luồn, hoặc tệ hơn. Một đường công, trong trường hợp này là văn bản giả hình ảnh lén lút, xảy ra khá thường xuyên nhưng lần này đó là ống hút cuối cùng. Và đó thực sự là một sự nhẹ nhõm, đây là 59 TH Street. Có thể chuyển các chuyến tàu 4, 5, N, V và R, ER. dịch vụ đưa đón miễn phí cũng được cung cấp cho các chuyến tàu F và Q bằng cách đi bộ đến ga 63 Street và sử dụng thẻ Metro của bạn. Cuối cùng, tôi dừng lại. Tôi nhảy xuống và nhanh chóng ra khỏi tàu, hào hứng về nhà. Vì cuối cùng sau nhiều tháng nghiên cứu, quan sát và tính toán, tôi đã đưa ra quyết định của mình, tôi leo lên cầu thang và ra khỏi nhà ga, tự tin ham chơi. Tôi thậm chí còn hát những bài hát của Biết Tố, những bài hát hạnh phúc, trên đường trở về nhà, khi tôi đến căn hộ của mình, tiếng hát đã dịu đi thành một tiếng còi dễ nghe hơn. Thậm chí không cần suy nghĩ về lời nói, mà hãy để trái tim mình điều khiển giai điệu. Khi tôi mở cửa, tôi bắt chước xong giai điệu của Ông Yêu và ném chìa khóa trong ngăn kéo. Không lãng phí thời gian, tôi cởi áo khoác và chạy vào phòng. Lấy đà của mình, tôi thực hiện một quả đạn đại bác ấn tượng vào tủ quần áo đang mở của mình, dịch chuyển tôi về nhà, những đám mây mềm mại phá tan mùa thu của tôi và chào đón tôi trở lại Lịch Trăm Tung. Một thế giới xa xôi nơi sinh sống của người luôn với công nghệ tiên tiến hơn trái đất cũng như các định luật vật lý khác nhau. Luôn luôn cảm thấy tốt khi được ở nhà, nhưng hôm nay, cảm giác còn tuyệt vời hơn tôi lấy một đoạn mây đẹp và lập trình vào tọa độ của vương quốc chính ở thể rắn, lúc này đang huyết sáo Simon và ga phun cờ khi tôi ngắm cảnh đẹp. Hàng nghìn năm quy hoạch Phát triển khoa học và khám phá thiên nhiên đã cho phép Lít Tram xây dựng những thành phố và cảnh quan tuyệt vời, những khung cảnh tuyệt đẹp mà con người thậm chí không thể mơ tới. Cầu vồng, mây, dòng chảy trong lành, suối nước nóng và những món quà khác của mẹ thiên nhiên được đặt trang nhã giữa những tòa nhà cao thiết kế đẹp và những ngôi nhà quyến rũ. Sự kết hợp của những môi trường xung quanh như vậy không phải là choáng ngợp, mà là thư giãn, như thể mọi yếu tố đã được ghép lại với nhau một cách cẩn thận và có chủ đích để làm sống động một câu đố bốn chiều tráng lệ như vậy, tôi đến lâu đài. Trên đỉnh một ngọn núi lớn trong một khu rừng mưa nhiệt đới, những ngọn tháp lấp lánh bằng vàng chào đón tôi khi tôi bước ra khỏi đám mây của mình. Tôi mỉm cười gật đầu với những người lính canh và họ mở cổng cho tôi. Tôi tìm đường lên tầng 3 và làm thủ tục với bạn tôi taxi, người tình cờ là thư ký của vua Rubio, Danny. Luôn luôn vui khi gặp bạn. Chung taxi với một nụ cười. Tôi sẽ cho anh ấy biết bạn đang đợi, cảm ơn Park. Không vội. Không vội vàng gì cả, rời khỏi ngai vàng, vua Rubio ông tôi không quá một giây sau khi tôi bước vào phòng. Nhà vua cao bằng tôi. 4 feet 6 inch, với mái tóc đen dày chạy dài từ đỉnh đầu đến cuối bộ râu lủng lẳng chàng trai của tôi rất vui được gặp bạn rất vui được gặp bạn những ngày nay bạn như thế nào và vì vậy sau một số trò chuyện nhẹ và bắt kịp tôi phá vỡ phong kiến của cuộc nói chuyện kinh doanh vậy thưa công chúa vâng Danny bạn có gì cho tôi như bạn biết đấy đã bốn tháng kể từ khi tôi bắt đầu nhiệm vụ này đúng tất nhiên tất cả chúng tôi đã theo dõi ở đây trên Tram trumpun tôi hít thở sâu và nhìn xuống đôi giày của mình đột nhiên tôi không còn tự tin như khi bước vào nữa Ý tôi là đây là một quyết định rất lớn 6 tháng trước listrum đã phát hiện ra một hành tinh rất kém trên radar của nó trái đất cũng giống như bất kỳ hành tinh nào khác mà chúng ta gặp phải hành tinh này trình bày các tùy chọn thông thường chúng tôi muốn giới thiệu bản thân thiết lập mối quan hệ hòa bình với cư dân trên hành tinh và hòa nhập xã hội. Đôi khi, nếu chúng ta thấy phù hợp, chúng ta sử dụng ti trí óc và phép thuật của não để điều khiển xã hội vì lợi ích của chúng ta và của họ. Những lần khác, nếu chúng tôi cho rằng những người chiếm đóng không xác thực và không thể sửa chữa, chúng tôi sẽ sang bằng toàn bộ địa hình và sử dụng thế giới cho các nguồn tài nguyên của nó cũng như thiết lập một căn cứ mới. Là một người bạn thân thiết của nhà vua, đồng thời là một nhà tâm lý học, nhà khoa học và nhà ngoại giao xuất sắc. ở tuổi 202, tôi được chọn để sống trên trái đất, loài người lái thử. Chúng tôi chọn thành phố New York làm môi trường mẫu, do sự pha trộn của các nền văn hóa khác nhau và dân số đông đúc. Số phận của thế giới kỳ lạ này trong tay tôi.